thì lúc sớm mai mới thành Phật hay sao? Hay lúc đại chiến với Ma Ba Tuần thì Ngài mới còn là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác? Dạ thưa sư, cho con hỏi là một vị Bồ Tát phát nguyện hành Ba La Mật thì phải được các vị Phật toàn giác họ ký thì mới chính thức thành Bồ Tát Đạo phải không? Sẵn đây thì sư nhắc một cái là chúng ta vẫn rất là thường bị nhầm. Tức là chúng ta nói là Phật cảm thắng ma vương, nhưng mà nói đúng ra đó là phải là Bồ Tát cảm thắng ma vương. Tại vì Bồ Tát cảm thắng ma vương rồi đó thì sau đó Ngài mới thành Phật. Cho nên nếu chúng ta nói đúng là phải nói Bồ Tát cảm thắng ma vương, chứ không thể nào nói Phật cảm thắng ma vương được. Đó. Cho nên là chính xác là Bồ Tát sau khi cảm thắng ma vương đó, và sau đó là Ngài thực hành tuệ quán và Ngài chứng đắc được đạo quả. Cái thứ hai đó là Bồ Tát thì có 3 giai đoạn. Tức là phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời và được Phật thọ ký. Thì 2 giai đoạn đầu á, tức là phát nguyện trong tâm và phát nguyện thành lời đó, thì vị này hoàn toàn có thể chuyển nguyện và hoàn toàn có thể thối thất bất kỳ lúc nào. Nhưng mà khi mà cái được gọi là Phật thọ ký, gọi là Phật thọ ký là như thế này, tức là cái sự thực hành của vị đó đã kiên cố đến mức là không thay đổi nữa, mà chúng ta gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Khi mà một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác không còn khả năng thối chuyển trên con đường hướng đến đạo quả nữa, thì một vị Chánh Đẳng Giác mới thấy được điều đó và mới xác nhận. Tức là cái sự xác nhận ở đây đó là không phải do Phật xác nhận thì mới thành Bồ Tát gọi là Bồ Tát không thối chuyển, mà vị này phải thành Bồ Tát không thối chuyển rồi thì Đức Thế Tôn mới xác nhận. Cái này là chúng ta phải phân biệt cho rõ ha. Tức là Đức Thế Tôn á, vị Chánh Đẳng Giác gọi là không có ban phát cái đạo quả cho ai hết, không ban phát gọi là cái sở chứng cho ai hết, mà vị đó đạt được cái đó rồi, Đức Thế Tôn chỉ xác nhận điều đó thôi, và chúng ta gọi là được Phật thọ ký đó. Chính bởi vì như vậy á, thì trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, nhiều vị chỉ công nhận vị Bồ Tát đạt đến cái giai đoạn bất thối đó thì mới gọi là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Còn trước đó do vị này còn có khả năng thối chuyển cho nên nhiều vị vẫn chưa công nhận. Thì không biết về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Thưa Đại Đức, thưa quý vị, thì hai câu hỏi và hai câu trả lời của Đại Đức Hạnh Tuệ sư hoàn toàn đồng ý. Sư chỉ có thêm bổ sung một số điều thôi để cho quý vị có thêm cái tài liệu, có cái sự chắc chắn, có cái sự gọi là tin tưởng đi ha, tin tưởng quý sư ha, tin tưởng cái sự giảng giải quý sư đi ha, cho quý vị tin tưởng thêm, quý vị có niềm tin ha, quý vị chiếm giữ cái niềm tin, quý vị sẽ cố gắng nỗ lực học thêm. Thì Đại Đức Hạnh Tuệ riêng của một Đại Đức Hạnh Tuệ nói là rất là chính xác, mà rất là nhiều người hiểu lầm thưa quý vị, nói là cứ nói là Phật cảm thắng ma vương, nhưng mà không có hiểu được thực sự là Bồ Tát. Thì để xác nhận cái tài liệu này nè có đúng như lời Đức Hạnh Tuệ nói được không á, thì quý vị chịu khó đọc ở hai cái tài liệu sau. Một là quý vị sư cho từ khóa, một là quý vị đọc cái tài liệu của Ngài Hậu Pháp là sự tích 8 Phật lực. Thì trong đó có nói rõ là Bồ Tát cảm thắng ma vương chứ không phải là Đức Phật. Mình hiểu rõ hay không? Mình hỏi thêm thì mình và mình đọc thêm cái chi tiết nữa, chi tiết trong đó cho nó sống động để mình biết đây là có nguồn gốc rõ ràng, không chứ không phải quý sư nói theo ý kiến riêng quý sư. Tài liệu thứ hai là Đại Phật Sử của Ngài Mingun, thì sư nhớ không lầm hình như là quyển 1B hay là quyển 2 gì đó, quý vị chịu khó tìm hai quyển đó. Đó là tài liệu câu thứ nhất. Rồi về câu thứ hai á, Thì Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là chi tiết về cái khoản mà sư rất là đồng ý về cái điều mà Đức Hạnh Tuệ nhấn mạnh, chứ vì phải hiểu rõ đó, nghĩa là ngay cả cũng có nhiều vị hiểu lầm nghĩ là Đức Phật toàn giác thọ ký, tức là giống như là Đức Hạnh Tuệ nó ban phát, có nghĩa là xác nhận cho cái vị này là sẽ là Bồ Tát tương lai, là Bồ Tát toàn giác không thối chuyển. Thì điều cái đó thì mình hiểu sai, hiểu không? Không, cái hiểu đúng là như Đức Hạnh Tuệ nói là mình hiểu đây là Đức Phật toàn giác nhìn thấy được cái khả năng, hay đúng, nói đúng hơn là trong chú giải á, trong chú giải có mô tả mà cái làm thế nào để thành được một vị Bồ Tát được thọ ký đó, thì phải thỏa được 8 cái điều kiện. Bồ Tát toàn giác, xin lỗi quý vị nghe, chưa thêm nè, muốn làm được Bồ Tát toàn giác hay là Bồ Tát mà không thoái chuyển đó, đó thì phải thỏa 8 cái điều kiện. Trong chú giải Hành Tạng có nói đó, thì 8 cái điều kiện này là do thời gian không có, cho nên là sư sẽ có một dịp khác, có thể một dịp khác mà có ai hỏi vấn đề này quý sư sẽ nói rõ 8 điều này. Không, thì khi Đức Phật toàn giác thấy cái Bồ Tát này thỏa 8 điều kiện này đó, thì ngày mới thọ ký đó. Ngày mới giống như là mày nói đây là như mình phải hiểu đó là đủ khả năng con đủ khả năng làm để vun bồi ba la mật trong tương lai, để là một vị Phật trong tương lai, là một vị Phật tương lai, vị Phật toàn giác tương lai. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Có những câu hỏi mà sư đã, do cái câu nói chung á, cho nên là sư đã trả lời, sư gửi email rồi quý vị xem ha. Thứ nhất là cái Mai Văn Xuân Ná hỏi về khổ do bệnh thì quán như thế nào, kiểm tra email. Rồi Đặng Văn Quang Thắng đó, thì hỏi là bệnh về răng miệng á, đó thì sư cũng đã gửi email trả lời, kiểm tra. Rồi Phan Trần Nghĩa thì hỏi về xuất gia, đó, sư đã trả lời. Nguyễn Yến hỏi về cái người dính bùa ngải thì sư cũng đã trả lời qua email. Rồi Lê Đình Anh hỏi về cái việc ba của mình á, thì sư cũng đã có gửi những cái lời đề nghị qua email rồi. Nguyễn Anh Thơ hỏi về cái tánh không thì sư đã trả lời nhiều về vấn đề này rồi, vui lòng kiểm tra qua email ha. Rồi bạn Huy đó thì hỏi là nói dối thiện chí có phạm giới hay không, thì sư cũng đã trả lời rồi đó. Hồng Trần thì hỏi là bây giờ cái có nên cúng dường tiền cho chư tăng hay không, thì sư cũng đã trả lời rồi. Rồi Trần Quang Cương thì hỏi cái vụ mà ăn chay ăn mặn, thì cái này sư đã trả lời rất nhiều lần rồi, chính xác những cái quý vị vừa hỏi. Cho nên là làm ơn làm phước coi lại những cái video sư có gửi qua email. Rồi Giác Đạo đó là hỏi về cái chuyện mà đọc kinh niệm Phật, thì sư cũng đã trả lời đó. Thì đó là những cái câu hỏi mà đã trả lời rồi, và sư chỉ nhắc quý vị qua email để quý vị kiểm tra lại ha. Và xin chia đều phần phước